Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã đóng cửa tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên và chấm dứt mọi hoạt động giao dịch với ngân hàng này. Hiện tại, phía Ngân hàng Trung Quốc chưa đưa ra lý do đóng cửa và từ chối bình luận về động thái này. Trung Quốc chính thức tham gia vào hoạt động cấm vận của các ngân hàng Triều Tiên. Mới đây, Ngân hàng Trung ương nước này đã đóng cửa tài khoản và ngừng mọi hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên. Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên vốn bị Mỹ cáo buộc hỗ trợ tài chính cho chương trình hạt nhân Bình Nhưỡng. Trước động thái của Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản đã tỏ ra rất hoan nghênh. Ông Yoshihide Suga, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản cho biết, chúng tôi rất hoan nghênh hành động của Trung Quốc. Đây là hành động cho thấy những áp lực trừng phạt kinh tế từ thế giới sẽ tác động như thế nào đến Triều Tiên. Tôi tin rằng những biện pháp cấm vận sẽ mang lại hiệu quả nhất định, cũng giống như trước kia. Nhật cũng là nước cấm vận ngân hàng ngoại thương Triều Tiên ngay sau Mỹ. Hiện tại Úc cũng đang cân nhắc tiến hành việc này. Lý do các nước nhắm vào ngân hàng ngoại thương Triều Tiên là vì các biện pháp trừng phạt nhắm vào các khoản tiền tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân Bình Nhưỡng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, không bao gồm ngân hàng này. Nhưng Mỹ lại cho rằng Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên là một trong những đơn vị chính hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân.